Nóng, đình chỉ hai cán bộ vì in pano chào mừng ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam lại có hình cờ Trung Quốc. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tấm pano được cho là trong trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nhưng có hình quốc kỳ Trung Quốc gây xôn xao dư luận. Cụ thể, phông nền phía trên đầu ghi Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bên dưới là Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh cùng câu chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Tuy nhiên, điều đáng chú ý và dễ nhìn thấy nhất là phía góc bên trái khung nền có in hình quốc kỳ Trung Quốc rất to và rõ ràng. Nhìn qua ai cũng thấy được, đây không phải là lá cờ thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Chưa kể, đây là tấm áp phích của một khoa giáo dục quốc phòng được dùng để tôn vinh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không biết đây là một sự việc mang tính cẩu thả hay do nhầm lẫn có chủ đích, tuy nhiên nó làm ai xem được cũng cảm thấy bị xúc phạm. Cảm thấy sự việc có tính nghiêm trọng, nhà trường đã kỷ luật hai cán bộ phụ trách vụ việc nói trên, trước mắt là tạm đình chỉ công tác để xem xét mức độ kỷ luật sau đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.